Mai nở sớm, nông dân Sài Gòn điêu đứng. Hàng nghìn gốc mai chuẩn bị phục vụ cho Tết sắp đến thì bỗng dưng rụng lá, ra hoa đồng loạt khiến người chồng lo lắng vì sợ thất thu. Mặc dù còn 2 tháng nữa mới đến Tết Đinh Dậu 2017, tuy nhiên hàng nghìn gốc mai tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt rụng lá, nở hoa khiến nhiều nhà vườn lo lắng. Theo ghi nhận, nhiều vườn mai vẫn đang trong tình trạng ngập nước sau khi chiều cường gây vỡ bờ bao vào sáng ngày 15 tháng 11. Dù đã khắc phục bơm nước ra ngoài nhưng thiệt hại đối với người dân là không thể tránh khỏi. Cái như là cái năm nay thủy triều nó dâng lên rất cao bởi bờ bao cho nên cái vườn mai chúng tôi phải như năm nay mất trắng không có cứ được thu hoạch gì. Trước cảnh hoa mai nở ồ ạt để cứu vãn, vụ Tết năm nay nhiều nhà vườn đã tìm mọi cách để cây hoa nở chậm hơn mong có được cây để phục vụ cho ngày Tết kiếm lại tiền để khắc phục thiệt hại lần này. Theo giá trị thị trường, gốc mai bán tại các vườn có giá dao động từ 300.000 đến 400.000, gốc đẹp có thể lên đến 1 triệu.